Rồi hôm nay chúng ta đi bài đầu tiên về lâm sàng nhá. Thì những ngày hôm những ngày sau ấy, bạn nào có bệnh án trình chúng ta khỏi học nữa, còn bữa nào không có thì thầy sẽ giảng một số cái bài chuyên về lâm sàng cho các bạn nha. Thì cái bài đầu tiên là cái bài cơ bản nhá, là cái bài hôm nay chúng ta sẽ học cái bài chẩn đoán ruột thừa theo cái vị trí giải phẫu, chẩn đoán viêm ruột thừa. Theo vị trí giải phẫu, các bạn biết là ruột thừa là một cái bệnh lý phổ biến, khoảng 2/3 các trường hợp mổ ngoại khoa, mổ cấp cứu là mổ ruột thừa. Nghe số lượng nó nhiều, trung bình một ngày ở đây mổ, trung bình một tuần trường đây mổ khoảng 5 cái ruột thừa nha. Thứ nhất là cái bệnh lý ngoại khoa phổ biến nhất trong cấp cứu. Thứ hai nữa là gì, là chẩn đoán nha. Thì mấy bạn nhớ một cái câu châm ngôn, không phải châm ngôn, dùng cái từ gì đó, con nằm lòng là gì, là được truyền từ đời bậc thầy sang những cái đời, những thế hệ sinh viên y khoa kế tiếp. Câu gì biết không hả? Chẩn đoán ruột thừa thì dễ nhất, cũng là chẩn đoán khó nhất nhé. Hồi thầy bạn các bạn y ba cũng hay đi lâm sàng, bắt đầu đi theo lâm sàng bệnh viện Chợ Rẫy rồi đấy nha. Thì cái cuối tuần là cái đạp xe vô khoa cấp cứu đó, học tự học lấy. Thì cũng có một cái chị, đàn chị trên một năm ấy, hai chị em nha, thì cũng đi khám chung nha. Và thường thường là thầy chẩn đoán ruột thừa là hơn chị đó nha. Nhưng mà nói thầy nói ruột thừa thì sau đó thì bỏ ra ruột thừa đúng, thì thầy chẩn đoán đúng hơn chị đó. Lúc đó mình cũng tự hào mình chẩn đoán ruột thừa giỏi quá nha. Nhưng quá ra là cho đến bây giờ sau bao nhiêu chục năm rồi, thì một số trường hợp, khoảng 1/3 các trường hợp thầy chẩn đoán lâm sàng không ra ruột thừa. Thế cho nên ở đời mà càng biết nhiều thì càng cảm thấy mình dốt hơn. Nhà không biết gì hết, chỉ biết có ruột thừa không thì cứ phán đại vô bệnh nhân nó đau không cho phải, lúc nói cái ruột thừa đúng 90%. Khi đã biết nhiều bệnh lý khác rồi, tự nhiên cái tỷ lệ nó lại sụt giảm xuống, đó là chuyện bình thường. Cho nên nhớ cho nó ruột thừa rất là khó. Nha, chỉ khoảng 2/3 các trường hợp ruột thừa thì cái đoán dễ dàng bằng lâm sàng, còn lại là ta phải nhờ đến cái kinh nghiệm của người thầy thuốc và cái chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là phải có CT. Ngay cả bệnh viện lớn như thế này đây cũng đã phải nhiều khi phải cần đến CT để chẩn đoán xác định một trường hợp ruột thừa. Cho nên đủ bạn thấy là cái chẩn đoán nó khó lắm. Nó có nhiều chẩn đoán phân biệt, có nhiều yếu tố tác động đến cái chẩn đoán cái viêm ruột thừa. Thì một trong những yếu tố quan trọng nhất, nó làm thay đổi cái hình thái, thay đổi cái biểu hiện lâm sàng, làm cho người thầy thuốc trở nên khó khăn trong vấn đề chẩn đoán ruột thừa là gì, là cái giải phẫu ruột thừa, đồng ý không? Cho nên trước tiên chúng ta phải học nha. Cái bài đầu tiên mà chúng ta làm quen là cái gì, là chẩn đoán lâm sàng viêm ruột thừa theo những cái tiến đổi về giải phẫu của nó nha. Để học được cái bài này yêu cầu bạn phải nắm cái gì, thứ nhất là chẩn đoán, học bài lý thuyết viêm ruột thừa ở trường rồi ha. Thứ hai nữa là biết thế nào là đau thành và đau tạng, cũng như biết thế nào là cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân nha, biết thế nào là những cái dấu hiệu của cái khúc mạc nó bị viêm hay bị kích thích. Những cái đấy năm thứ hai ta đã học, đã biết rồi, đó là cái cơ bản trong ngoại khoa lâm sàng. Bạn nào chưa có nắm được thì phải về nhà phải xem lại ha. Về mặt giải phẫu thì sao, cái điều đầu tiên là gì, là ruột thừa nằm ở đâu, vị trí nằm ở đâu, cơ bản quá mà đâu có gì đâu phải suy nghĩ hả. Đúng rồi, ruột thừa nằm ở hố chỗ phải, cho nên khi mà đau hố chỗ phải thì chúng ta nghĩ đến là viêm ruột thừa, đồng ý không? Kiến thức này thì người dân bình thường ta cũng biết, chứ nó không cần phải là y khoa. Nhiều người dân ta biết là vị trí đấy là đau đấy là ruột thừa, cho nên đầu tiên ta phải biết là đau nằm ở hố chỗ phải. Thứ
hai nữa là gì? Thứ hai nữa là gì? Cái vị trí cái ruột thừa đấy nha, trong khoảng 50% các trường hợp nha, nó nằm ở trên cái đường nối giữa gai chậu trước trên nối với rốn, và ở vị trí là 2/3 trong và 1/3 ngoài. Cái vị trí đó đã được ông mắt bụng ni ông mô tả, và cái điểm đau ruột thừa đấy là mang tên ổng là điểm mắt bụng ni, đúng chưa? Tuy nhiên cũng 50% còn lại ruột thừa nó không nằm ở vị trí này mà nó nằm ở vị trí khác. Ngay cho nên suy ra trên lâm sàng là gì, 50% các trường hợp được thừa cấp mắt bụng ni không có dương tính. Rồi thứ ba nữa là gì, là cái gốc ruột thừa thì tương đối cố định, trừ trường hợp là ruột xoay bất hoàn. Thầy không nói ruột xoay bất hoàn là cái thể ruột thừa nó thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên cái đường xoay của nó mà nó xoay không hoàn toàn, chúng ta không bàn đến. Thế còn trường hợp bệnh nhân một người bình thường đã có ruột xoay hoàn chỉnh rồi thì cái gốc của ruột thừa đấy nó tương đối cố định, và cái điểm đó nó cũng tương ứng với cái điểm mắt bụng này. Tuy nhiên cái đầu của ruột thừa đấy nó lại thay đổi rất nhiều, đầu ruột thừa thay đổi vị trí rất nhiều nha. Và ở chiều dài ruột thừa đấy nó có thể thay đổi từ 3 cm cho đến 15 cm, trung bình là khoảng 7-9 cm. Nha, với cái ruột thừa mà dài đến 15 cm thì không có gì khó khăn để chúng ta suy ra rằng nếu cái gốc của nó có thể nằm ở góc độ phải, nhưng cái đầu của nó có thể nằm ở vị trí khác ở trong phân bụng, đúng chưa? Cho nên có thể nằm ở đâu, ở vùng hốc chậu, đúng không? Hố chậu bên trái, hạ sườn bên phải. Nó tóm lại là gì, là nếu ta chia cái phân khu của thằng bụng, cái vùng đau trong bụng là 4 phần nha, thì chỉ có cái góc 1/4 trên trái là không có tương ứng với cái vùng đau ruột thừa, còn lại là có thể hết. Nếu bệnh nhân đau cái vùng hạ vị cũng có thể ruột thừa, đau hốc chậu trái cũng có thể ruột thừa, hốc chậu phải chắc chắn rồi, hạ sườn phải cũng có thể ruột thừa nha. Cho nên khi chúng ta biệt luận trong lâm sàng những cái đau như thế thì cũng trong chỗ đó phân biệt ta cũng phải nghĩ đến là có thể là ruột thừa. Nắm được vấn đề chưa? Rồi thứ ba đó là gì, về mặt vị trí của nó ở trong khoang phúc mạc nha. Thầy vẽ cái sơ đồ cái khoang bụng ở đây, cái này là lá phúc mạc thành nè, đúng chưa? Thì trong khoảng 30-50% các trường hợp của ruột thừa nó nằm tự do nha, ở trong khoang phúc mạc nha, và nó có tiếp cận với thành bụng. Cái phúc mạc thành ở cái vùng hố chậu phải. Đấy, thì thế cho nên khi ruột thừa nó bị viêm nha, viêm thì sao, nó sẽ có xuất tiết cái dịch có tính chất viêm ra cái vùng chung quanh. À, và chính cái dịch có tính chất viêm này nó kích thích cái phúc mạc ở cái vùng phúc mạc thành ở cái vùng tương ứng nó hốc chậu phải đấy, và gây ra cái triệu chứng là gì à, phản ứng thành bụng, phản ứng phúc mạc, phản ứng dội hay là đề kháng, phản ứng thành bụng, phản ứng dội. Rồi hai đề kháng. Và nếu chúng ta quay lại những cái bài học hồi Y2 đấy, chúng ta thấy rằng sao là đầu cái dấu hiệu xuất hiện trước tiên sớm nhất nha, khi có ruột thừa bị viêm nó có xuất tiết cái dịch viêm ra chung quanh, hay nói tóm lại là nó làm viêm cái lá phúc mạc thành ở cái vùng lân cận của nó, thì cái dấu hiệu sớm xuất hiện sớm nhất là cái gì, là phản ứng dội. Và sau đó dịch viêm này nó viêm rõ hơn, cái mức độ kích thích của nó mạnh hơn, thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phở thành bụng.
nha, rồi cuối cùng là đủ thứ nó hoại tử rồi nha, thì sẽ bắt đầu xuất hiện đề kháng. Nắm được vấn đề chưa như thế thì theo cái quá trình suy tuyến bệnh, cái dấu hiệu phúc mạc bị viêm sẽ xuất hiện theo cái chiều hướng là gì, từ nhẹ đến nặng nha, là phản ứng dội, phản ứng thành bụng và đề kháng. Phản ứng dội là sao? Phản ứng dội là sao? Khi ấn xuống từ từ thì bệnh nhân không có phản ứng gì hết, cũng không có đau rõ ràng, nhưng khi buông tay ra đột ngột thì bệnh nhân đau chói, thì đó là phản ứng dội. Yeah, còn phản ứng thành bụng là sao? Đại khái cái này có rất nhiều sách vở nó mô tả khác nhau, nhưng mà bạn hiểu cơ chế về khúc mạc thì bạn sẽ không có gì phải bàn cãi hết. Phản ứng thành bụng là sao? Khi mới bắt đầu ấn xuống nha, yeah, thì bụng vẫn mềm, nhưng ấn xuống sâu chút xíu nữa thì cơ bụng nó bắt đầu nó gồng, nó săn lại, không cho bàn tay cái người khám ấn xuống nữa, thì đó là phản ứng thành bụng. Còn đề kháng là sao? Đề kháng là không có đụng bàn tay vô, không có ấn gì hết, thì nó cũng đã có sẵn, nó gồng sẵn rồi. Hiểu rồi ha, như thế thì sao? Cái gồng bụng, gồng cơ bụng ấy nha, yeah, thì ở đề kháng là gồng, lúc nào cũng gồng hết. Còn trong phản ứng thành bụng thì sao? Ấn vô nó mới gồng, còn nếu không ấn nó không gồng. Còn phản ứng dọ là sao? Hoàn toàn không gồng, nhưng mà bệnh nhân đau chói khi làm căng đột ngột, làm thay đổi đột ngột cái độ căng của lá phúc mạc. Nắm được chưa? Như thế thì chuẩn nhất một trường hợp ruột thừa mà sinh viên đi 2 cũng chẩn đoán được, đi 3 cũng chẩn đoán được, là cái ruột thừa nằm ở vị trí hố chậu phải nha. Nó nằm tự do trong khoang bụng, và tốt nhất là nó tiếp cận, nó đụng vào cái phúc mạc thành, thì lúc đó là đi 2 chẩn đoán cũng ra, đi 3 chẩn đoán cũng ra, không cần tới bác sĩ. À, và cái giai đoạn mà chúng ta chẩn đoán chuẩn nhất của ruột thừa là giai đoạn nào? Giai đoạn khi bắt đầu có dấu hiệu phở thành bụng. Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể của cái ruột thừa nó không nằm tự do ở trong khoang phúc mạc, mà nó nằm đâu đó ở cái vùng trong khoang bụng, nó bị che lấp bởi các tạng xung quanh. Ví dụ sau hồi tràn, sau mang tràng, nha, sao hốc ở vùng hốc chậu nha, thì khi nó bị viêm đấy, từ nào đây, xung quanh nó là cái tà đó, cho nó che lóc phía trên, đúng không? Khi nó viêm thì cái dịch viêm nó hiện diện ở xung quanh nó, nhưng mà do nó nằm ở khuất ở bên trong, bên dưới có những cái tạng khác, những cấu trúc khác, cho nên cái dịch viêm của nó không có điều kiện tiếp cận tác động vào cái lá phúc mạc thành, hiểu không? Mà cái dịch viêm nó phải tiếp cận vào cái lá phúc mạc thành thì bệnh nhân mới có xuất hiện cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu này, hiểu vấn đề chưa? Cho nên những trường hợp đấy, ngay cả được ruột thừa nó đã nung mũ hoại tử rồi, nhiều khi chúng ta khám nha, cũng không có đau nhiều, hoặc còn không có những dấu hiệu của phúc mạc bị viêm, thì những trường hợp đấy là những trường hợp ruột thừa nó nằm ở sau manh tràng, sau manh tràng mà sau là dưới thanh mạc, dưới thanh mạc, hay là sau manh tràng, sau phúc mạc. Ruột thừa nằm ở đâu? Ruột thừa nằm ở vùng hốc chậu, thừa nằm ở dưới gan. Những trường hợp này thì khi cho đến khi ruột thừa nó bể ngủ ra, thì chúng ta cũng không phát hiện được những cái dấu hiệu của phúc mạc nó bị kích thích để bị viêm. Đơn giản là cái dịch viêm khi nó xuất tiết ra thì nó bị viêm đấy, cái dịch đấy không có tiếp cận được với cái lá phúc mạc thành, thì những trường hợp đấy ruột thừa rất là khó chẩn đoán. Hiểu chưa? Nắm được không? Có ai tới đây, có ai có thắc mắc gì không? Này cơ bản ha, nắm được chưa? Cho nên là chẩn đoán ruột thừa đó cần có nhiều người có kinh nghiệm, có nhiều, và phải nguyên tắc là gì, là phải nghĩ đến nó trước khi loại trừ nó, trước khi chẩn đoán xác định nó, còn nếu không nghĩ đến nó là tu luôn.
Rồi quay lại là sao sao minh tràng trong phúc mạc, sao minh tràng dưới thân mạc, sao minh tràng sau phúc mạc là gì? Thì dễ cái hình ra thì bạn sẽ hiểu. Phúc mạc đây, minh tràng nằm đây. Phúc mạc thành đây ha. Minh tràng. Đây là thanh mạc của minh tràng đây. Trụ thừa nằm đây. Thì đây là cái thể gì? Là sao minh tràng à, trong phúc mạc. Cái thể này là thể thường gặp nhất. À, còn thể thứ nhì là gì? Sao minh tràng mà dưới thanh mạc. Sao minh tràng dưới thanh mạc. Đấy, cái thanh mạc mặt sau minh tràng nó phủ, nó là thanh mạc của ruột thừa nữa luôn. Cái trường hợp này ruột thừa này nó không có, trường hợp này nó có mặt treo riêng. Còn trường hợp này ruột thừa không có mặt treo mà mạch máu luôn, nó là xuất phát từ cái thành của minh tràng. À, sao minh tràng dưới thanh mạc. Còn trường hợp thứ ba là gì? Sau minh tràng sau phúc mạc. Trường hợp này, trường hợp số 1, này trường hợp số 2, trường hợp số 3. Nên thì ba trường hợp này thì cái thể nào, vị trí giao phẫu nào mà khi mà đụng từ viêm thì nó diễn tiến thành áp xe thường nhất. Thế nào? Vị trí nào? 1, 2, 3. Câu trắc nghiệm có câu hỏi này đấy. Câu trắc nghiệm. Thế nào? 1, 2, 3. Khi ruột thừa bị viêm, cái vị trí giải phẫu nào của ruột thừa thì thường diễn tiến đến áp xe ruột thừa nhiều nhất? Đây, số 3. Còn số 1 là phổ thông, là thường gặp, chuẩn ấy, là bình thường. Hiểu vấn đề chưa? Khi mà nó nằm trong phúc mạc thì nó viêm dịch nó sẽ xuất tiết ra. Được chưa? Hiểu rồi ha. Bây giờ nó tóm lại để chẩn đoán ruột thừa. Ta cần có những số tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là đối tượng. Tốt nhất là bệnh nhân còn trẻ, khoảng từ 18 cho đến 30 tuổi. Tốt nhất là nam. Dĩ nhiên nếu bệnh nhân dưới 18, bệnh nhân 70-80 tuổi, 90 tuổi, bệnh nhân là nữ thì không phải là đó là tiêu chuẩn, là loại trừ. Hiểu vấn đề chưa? Tại sao là nam ở đây? Tại vì nếu đa hố chồng phải mà bệnh nhân là nam thì khả năng đụng thừa nó cao hơn. Thì nữ nó sẽ còn một số bệnh lý của phụ khoa nữa, cho nên chẩn đoán phân biệt nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai nữa là sao? Tốt nhất là có đau chuyển. Đau chuyển là sao? Đầu tiên đau tạng ở thượng vị hay quanh rốn, sau đó là đau thành, chuyển sang đau thành ở hố chậu phải. Hiểu rồi ha. Cái đau tạng này nó tương ứng với giai đoạn nào của viêm ruột thừa? Đau thành nó tương ứng với giai đoạn nào của viêm ruột thừa? Một câu. Câu thứ nhì, có trường hợp nào bệnh nhân mãi mãi vẫn đau tạng cho đến khi ruột thừa vỡ mủ? Trả lời nhanh, 1 phút, nửa phút, 30 giây sau là được không? Đau tạng tương ứng với thể nào trong diễn tiến sinh lý bệnh của viêm ruột thừa? Đau thành tương ứng với thể nào trong giai đoạn nào trong diễn tiến sinh lý bệnh của viêm ruột thừa? Có trường hợp nào ruột thừa viêm đến lúc nó vỡ mủ
nó hoại tử rồi mà vẫn bệnh nhân vẫn đau tạng hay không? Ai xung phong, ông xung phong chỉ một nam một nữ, xem phe nào là thông minh hơn. 1, 2, 3, 4, mười đến đến 10 tôi chỉ nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hai người đầu lên, một nam một nữ lên trả lời. Hiểu con, hiểu con không hỏi của thầy không? Có trường hợp nào ruột thừa từ lúc bắt đầu viêm đến lúc nó hoại tử, nghĩa là diễn tiến nguyên một cái quá trình dài của đó, từ đầu đến cuối toàn là đau tạng thôi, không có đau thành nha. Thì câu hỏi thứ nhì là nếu trong trường hợp bình thường đó, cái đau tạng tương với giai đoạn nào của viêm ruột thừa, đau thành tương với giai đoạn nào của ruột thừa? Lên. Không sao hết, sai, không có ai cười hết, sinh viên mà. Thầy mà sao ta mới cười. Nhanh lên. Dạ thầy, theo em là đau tạng là trong cái trường hợp mà viêm ruột thừa chưa vỡ mủ, thì khi đó thì nó chưa có kích thích cái phần khúc mạc. Tại vì đau thì có bao cả hai cái là đau thành và đau tạng. Thì đau tạng ở ngay, em nghĩ là ngay thượng vị trước. Rồi sau đó khi mà nó vỡ mủ thì mới tạo thành đau thành. Vậy là đau hốc chỗ phải, khi mà đau hốc chỗ phải rồi là vỡ mủ rồi. Xem em là vậy. Chưa đúng. 6 tiếng sau là đã chuyển xuống đau hốc chỗ phải rồi. Mà đồ thừa vỡ mủ là 12 đến 24 tiếng nữa mà. Như thế thì cái khoảng đấy là đau phải rồi vỡ mủ. Đau hốc chỗ phải mà vỡ hết là sao chẩn đoán ra? Vậy cũng có thể là do dịch viêm, do thể chuyển từ thể vùng này sang từ thể viêm sang thể hoại tử thì sẽ tạo thành dịch. Rồi, chưa đúng lắm. Rồi, người thứ nhì. Cảm ơn em. Thứ nhì, sao? Dạ, thầy là khi mà cái đau tạng là em nghĩ là giai đoạn đầu nó mới kết thúc cái dịch kinh rồi, chứ nó chưa có lan ra phía ngoài, nó chưa có dẫn đến đau thành. Còn khi mà nó lan, khi mà nó đau thành. Thứ nhì, này có trường hợp nào ruột thừa từ lúc có tình bệnh lý của nó đấy? Dạ. Từ lúc mà nó bắt đầu viêm cho nó lúc vỡ mủ, nó không có khi nào đau thành không? Rồi, được học nào? Rồi, cũng gần đúng chưa hẳn rồi, có ai có ý kiến khác? Rồi, câu trả lời rất đơn giản, các bạn phải về xem lại. Nha, khi mà ruột thừa nó căng ra. Hiểu không? Tại sao nó căng? À, tại sao căng? Có bế tắc. 60% của trường hợp ruột thừa là có bế tắc. Bế tắc đấy có thể do một cái nang bạch huyết nó sưng lên, có thể do cái gì hoặc nào đấy mọi người. Thì bế tắc thì nó căng ra thì bệnh nhân sẽ đau tạng. Và lúc đó ấn đúng chỗ ruột thừa là bệnh nhân vẫn có đau. Chứ đau ấn thượng vị không đau. Không, bệnh nhân bị viêm ruột thừa giai đoạn mà đau thượng vị hay bên rốn, ấn thượng vị hay bên rốn bệnh nhân không đau. Không đau rõ lắm, mà ấn cái chỗ ruột thừa nó bị căng ra đây thì bệnh nhân sẽ đau. Nên lúc đó bụng mềm hoàn toàn, chưa xuất hiện phản ứng khúc mạc, chưa xuất hiện phản ứng dội, chưa xuất hiện đề kháng nha. Khi mà bắt đầu nó có hiện tượng xuất tiết, nó có dịch viêm quanh cái ruột thừa, và cái dịch viêm đấy tiếp cận với khúc mạc thành, thì bệnh nhân nó bắt đầu đau ở hốc chỗ phải. Hiểu không? Và bắt đầu xuất hiện cái những cái dấu hiệu của khúc mạc nó bị viêm hay bị kích thích. Hiểu rồi ha. Thứ ba đó là gì? Thứ ba đó là có những trường hợp ruột thừa do vị trí giao phẫu nó nằm ở những cái khoang kính chung quanh, đó là các tạng khác che ha. Và khi nó viêm, cái dịch viêm của nó không có điều kiện tiếp cận trực tiếp với lá khúc mạc thành thì nó vẫn là đau tạng. Đau tạng là đau sao?
đau tạng là đau sao, thế nào đau tạng, thế nào đau thận. Khi ta đi lâm sàng một cái đau bụng đấy thì bắt buộc các bạn phải nắm cho được là cái này đau tạng, đau thận, đau tạng, đau thận. Thứ nhất là sao, mơ hồ, kém định khu, kém định vị rõ. Chuẩn nhất của đau tạng, hỏi bệnh nhân đau đâu, bệnh nhân lấy cái bàn tay, bệnh nhân cứ xoa xoa vùng không có rõ là đau tạng. Còn nếu đau thành thì sao, là định khu rõ, rõ ràng. Ở đau ở đâu, một chỉ, bệnh nhân nó chỉ một ngón tay đúng cái vị trí nào đấy của cái tạng bị viêm. Một cái thì về, cái thì về, nó khác nhau chỗ đấy. Tuy nhiên có một ngoại lệ là gì, nếu mà tạng đau quá nhiều, nếu mà tạng đau quá nhiều thì cũng định khu được, cũng có định khu. Nếu đau nhiều, đau quá nhiều thì cũng có định khu. Đồng ý không? Nhưng như cái gì, không có dấu hiệu của khúc mạc nó bị kích thích, viêm khúc mạc. Còn đau thành là sao, là có dấu hiệu của khúc mạc bị viêm. Cái hiệu đó là gì? Một, phản ứng dội. Hai, phản ứng thành bụng. Thứ ba nữa là gì? Là đề kháng thành bụng. Rồi, tiêu chuẩn thứ ba. Là ấn đau. Móng chậu phải, điểm mắt cũng đi dương tính. Thứ tư nữa là gì, là bệnh nhân có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, đáp ứng viêm bạch nhanh, sốt nhẹ gì đó vân vân. Và thứ năm nữa là gì, bệnh nhân có dấu hiệu khúc mạc bị kích thích ở hốc chỗ phải. Dấu hiệu đó là ấn dội, ấn thành bụng, có hai đề kháng. Các bạn nhớ thêm đầu, ở đầu nữa là gì, là khỏe, khỏe mạnh. Nếu bệnh nhân nào thỏa đủ bao nhiêu tiêu chuẩn này, điều kiện này thì chúng ta có thể chẩn đoán xác định ruột thừa viêm chỉ bằng lâm sàng thôi, không cần dùng bất kỳ một cái phương tiện chẩn đoán nào khác cần lâm sàng để mà khẳng định nó. Tuy nhiên chỉ có khoảng 60%, không tới 60% là những bệnh nhân là thỏa đủ tất cả tiêu chuẩn này, còn lại là chúng ta phải cần đến một sự hỗ trợ của cần lâm sàng. Nắm được vấn đề chưa? Thì trường hợp nào cần hỗ trợ cần lâm sàng không đủ 6 tiêu chuẩn này, đủ 5 tiêu chuẩn này. Thí dụ bệnh nhân lớn tuổi, 80-90 tuổi rồi đã hốt cho phải, chưa chắc là đột thừa. Có thể là một cái gì đấy, viêm u manh tràng gì đấy, vân vân. Cũng chưa, hoặc là quá nhỏ, cũng chưa chắc. Ha, à, hoặc là nữ. Và đặc biệt là nữ có những cái bất thường về mặt phụ khoa. Ví dụ như là có huyết trắng, ví dụ như là kinh nguyệt có vấn đề, có rối loạn. Thì đấy là cũng không mở ra nè. Đồng ý không? Thứ ba đó là bệnh nhân có vấn đề, có bệnh lý nào, nội khoa nào đấy, không phải là phải mạnh thì cái này không khỏa. Đúng chưa? Thứ hai nữa là không có đau chuyển. Thứ ba nữa là khi nhập viện bệnh nhân hoàn toàn đau tạng, là ấn hốt chỗ phải, bệnh nhân có đau đấy nhưng mà không có phản ứng, không có gì hết. À, rồi gì nữa, không có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, nhiệt độ 37 độ C, mạch bình thường, nhịp thở bình thường, bụng ấn hốt chỗ phải, không hoàn toàn không có dấu hiệu nào của khúc mạc nó bị viêm, thì lúc đấy thì ta phải cân nhắc dùng những cái cận lâm sàng để ta xác định phải đột thừa hay không. Hiểu rồi ha, học bài này là chiều nay, ngày mai bắt đầu trình cho tôi cái ca đột thừa, thử xem các bạn đánh giá thế nào. Chứ không phải được trường hợp nào cũng có thức máu bạch cầu, trường hợp nào siêu âm dấu tình bia dấu chúng ta, trường hợp nào city thế là dở thành thợ không phải thành thầy nữa nha. Trước mắt cần phải xác định rõ là về bằng lâm sàng bệnh nhân này không đủ tiêu chí, không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đột thừa, cho nên đề nghị là cận lâm sàng. Thì cận lâm sàng đấy nó có hai cái bộ,
một bộ là cơ bản thường quy, một bộ là cao siêu cao cấp nha. Cơ bản thường quy là gì? Có gì à, một là bộ cơ bản có gì đã công thức bạch cầu CRV, hai nữa là siêu âm bụng tổng quát cơ bản, ba nữa là gì là cao cấp, bộ cao cấp có gì là CT bụng có cảm quan. Rồi bắt đầu là sao, bắt đầu chẩn đoán thứ nhất á, một là gì đủ tất cả các tiêu chí, các tiêu chuẩn các tiêu chí đi, rồi chẩn đoán lâm sàng luôn, chẩn đoán xác định là chẩn đoán lâm sàng. Số 2 là không đủ thì chúng ta sẽ cộng thêm cái bộ cơ bản nữa, bộ chẩn đoán cận lâm sàng cơ bản. Bước thứ ba, nếu cả những con lâm sàng cả hai cái bộ cơ bản này vẫn không có đáp ứng được cái chẩn đoán của luồng thừa nha, thì chúng ta mới chỉ định thêm cái là gì là xin cận cảm quan. Thứ ba lâm sàng không rõ nha, bộ cơ bản cũng không có chẩn đoán rõ nha, thì gọi là âm tính đi, thì chúng ta sẽ có chỉ định là chụp CT bụng cảm quan. Rồi xong, ngày mai hoặc là ngày mốt ta sẽ học là chẩn đoán đủ thừa theo có thể giải phẫu bệnh, thì phân biệt thế nào là đóng quánh, thế nào là áp xe, thế nào viêm phúc mạc, cái đó cũng quan trọng lắm đó ha. Sờ cái bụng đấy, sờ cái cục đấy, biết nó là đóng quánh, biết nó là áp xe, hay sờ cái bụng biết nó là viêm phúc mạc, biết đủ thừa vỡ mũ rồi. Còn có gì thắc mắc không? Rồi một người lên trình bày quy trình chẩn đoán một trường hợp viêm ruột thừa cấp, đếm đến 10 nó không tôi chỉ luôn. 1 2 3. Trong phôi thai não thì nó lại nằm ở vùng sao, thì chịu ảnh hưởng ở động mạch chi trên dưới, thì tại sao không đau hạ vị trước? Trong phim những lúc vùng ruột dưới thì lại đau ở hạ vị. Đó có mà trong dưới được thừa mà trong trên mà. Nhưng mà lên 2 người đầu tiên bao giờ cũng là người giỏi nhất. Hồi xưa thầy đi học là cứ đứng ngồi trong sau cùng hết, dẫn đường mấy trăm người ngồi sau cùng, không dám ngồi đầu sợ bị chỉ. Lên đây quay mặt xuống trình bày. Rồi quy trình chẩn đoán một trường hợp viêm ruột thừa tiêu chí về lâm sàng đúng chưa? Rồi nhóm tiêu chí về lâm sàng rồi kể ra. Rồi có người đó khỏe mạnh nam, tuổi từ 18 đến 30. Thứ hai là người đó có đau chuyển thận sinh thành. Thứ ba là người đó phải có đau phu chú ở hạ sườn phải. Thứ tư là người đó phải có hội chứng toàn thân.
Cái năm là người đó phải có kích thước sức khỏe. Rồi thế thì năm tiêu chí đấy thì hai cái nào là triệu chứng, cái nào là dấu hiệu? Triệu chứng là gì, là sai, là cái gì bệnh nhân khai. Còn dấu hiệu là gì, ta khám ta ghi nhận được. Đúng chưa? Thì 1 2 là triệu chứng. 3 4 5 là dấu hiệu đúng không? Đau chuyển là triệu chứng, cái gì cá nhân sai đấy. Còn ấn đau, mất bụng ni dương tính hay là có toàn thân hay là phản khúc mạc viêm gì đấy là dấu hiệu. Đấy rồi. Một cái bộ lâm sàng, tiêu chí về lâm sàng. Có hai bộ, một bộ là cơ bản, mình có bộ gì cơ bản? Hả? Bộ hạ. Bộ gì? Lâm sàng cơ bản. Rồi. Đầu tiên là mình có công thức bạch cầu, CRP, siêu âm bụng tổng quát. Hai là bộ xét nghiệm lâm sàng cấp thì có mình CT bụng có cảm quan. Rồi. Trường hợp nào chỉ cần một, trường hợp nào cần hai, trường hợp nào cần cả ba. Nếu mà tiêu chuẩn về lâm sàng mà có đủ hết thì mình chủ đáng là chỉ chơi lâm sàng thôi. Rồi. Nếu mà có một trong những cái tiêu chuẩn nào mà không thỏa thì mình có thể dùng thêm bộ về cơ bản và lâm sàng cơ bản. Nếu mà hai cái đều mơ hồ thì mà đều âm tính thì mình dùng thêm CT bộ. Phải mơ hồ phải âm tính, dùng cái từ âm tính là để định nốt. Chứ còn diễn tả bằng lời với âm tính là sẽ sai. Không rõ. Hiểu đúng không? Khi mà những cái tiêu chí lâm sàng không thỏa, không đủ để chẩn đoán, cộng với cái bộ cơ bản không có đủ để chẩn đoán, xác định viêm ruột thừa thì ta phải cần đến cái bộ cao cấp là CT bộ cơ quan. Rồi thôi. Rồi, cảm ơn em. 80% nghe cũng được đó, cũng xứng tầm sinh viên y khoa. Có gì thắc mắc không?